Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị ra soát đánh giá việc triển khai thực hiện chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị đến thời điểm này tỉnh hưng yên triển khai nhiều hoạt động phần việc hướng đến lễ kỷ niệm như tổ chức cuộc thi hưng yên truyền thống và phát triển cuộc thi sáng tác ca khúc về hưng yên gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho tỉnh hưng yên chuẩn bị cho hội thảo khoa học về chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển của hưng yên hoàn thiện dự thảo kịch bản điều hành lễ kỷ niệm gian dựng tập luyện chương trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng biên soạn chuẩn bị phát hành sách địa chỉ đỏ của đảng bộ và nhân dân hưng yên đang tổ chức sản xuất ba phim tài liệu và phóng sự trình chiếu tại buổi lễ xây dựng phương án triển khai công tác trang trí khánh tiết hậu cần lễ tân sau khi nghe ý kiến thảo luận góp ý của các đại biểu Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kết luận thống nhất thời điểm tổ chức lễ kỷ niệm dự kiến vào ngày 19 tháng 12 năm 2021 tại đầu cầu trung tâm hội nghị tỉnh và 10 điểm cầu các huyện thị xã thành phố. Công tác tổ chức buổi lễ tại tất cả các địa điểm phải đảm bảo trang trọng, chú đáo, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn phòng chống dịch Covid-19 cần xây dựng phương án truyền thông cụ thể để hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai đợt tuyên truyền cao điểm từ tháng 11, tập trung công sức, trí tuệ xây dựng chuẩn bị các nội dung kịch bản, phim tài liệu, chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng cao, chuẩn bị tốt cho cuộc hội thảo khoa học, lựa chọn khởi công hai công trình giao thông trọng điểm có quy mô xứng tầm để gắn biển chào mừng, tạo điểm nhấn cho sự kiện thành phố hưng yên cần đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị thi công hai vòng xuyến trung tâm tiếp tục triển khai các hoạt động uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa thăm hỏi động viên tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng